Đây, bây giờ chúng ta thực hành lại luôn một cái nho nhỏ như thế này để ôn lại tất cả những cái gì mà chúng ta nói từ đầu này. Ví dụ như là tôi muốn vẽ một hình gì đó, trong quá trình mà vẽ mà chúng ta nhấn giữ phím Ctrl thì nó sẽ là đều này. Ví dụ công cụ Ellipse, vẽ mà nhấn giữ Ctrl thì nó sẽ ra tròn đó. Khi mà tôi chuyển sang công cụ Pick Tool để tôi điều khiển, ở đây nói thêm cái này, thao tác Transform thì các bạn nên đưa về công cụ Pick Tool để di chuyển. Vì sao? Di chuyển bằng cái này hoặc là co duỗi bằng cái này có được không? Vẫn được, nhưng mà nó sẽ không chính tắc, và đôi lúc nếu mà chúng ta làm sai hụt một cái thì nó sẽ vẽ ra hình mới. Ví dụ tôi đặt vào đúng tâm này, tôi vẫn có thể lôi, tôi vẫn có thể kéo được nó ra mặc dù nó vẫn đang là công cụ vẽ hình đó. Transform tôi đặt đúng vị trí này, tôi cũng có thể là có kéo để mà tôi di chuyển nó. Tuy nhiên là nếu mà tôi bấm hụt thì nó sẽ thành ra vẽ hình thứ hai. Do đó thì cách tốt nhất và chuẩn nhất là chúng ta sẽ chuyển cái công cụ luôn luôn, khi nào hiệu chỉnh thì chúng ta chuyển nó về cái công cụ Quick là công cụ đầu tiên này. Và để chuyển nó một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng phím là Ctrl cách. Thực ra thì phím cách là đủ rồi, trong hầu hết mọi trường hợp phím cách là đủ rồi, nhưng nó sẽ có một trường hợp đặc biệt là nếu như tôi đang nhập chữ thì sao. Tôi đang nhập chữ vào trong này, nếu như mà tôi nhấn phím cách không thôi thì nó lại thành ra gì đây, cách ở trong cái chữ mà chúng ta đang đang nhập. Cho nên là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng công cụ Text thì chúng ta phải nhấn giữ phím Ctrl, phím cách cùng một lần để thoát ra khỏi công cụ đó và trả về công cụ Quick. Do đó thì thôi, không cần phải nghĩ nhiều trường hợp làm gì, lúc thì cách, lúc thì Ctrl cách, thì chúng ta làm luôn một cái chuẩn luôn là Ctrl cách luôn. Trong mọi trường hợp Ctrl cách thì là dùng bất cứ công cụ nào nó cũng sẽ nhảy trả về công cụ Quick Tool, công cụ chọn. Còn nếu mà nhấn thêm một lần nữa như thế thì nó lại giả cho chúng ta về công cụ vừa mới làm. Đấy. Cũng vẫn chỗ này. Đúng rồi. Chuyển đi chuyển lại giữa hai công cụ, một công cụ đang dùng và công cụ Quick. Đấy. Thì đấy là cái thao tác mà các bạn cần phải nắm được để các bạn chuyển nhanh về cái công cụ Quick chọn đó. Thế bây giờ một đối tượng đã được chọn rồi này, đúng không? Vẽ ra rồi, chọn rồi. Bây giờ tôi tô màu thì tôi sẽ đơn giản là tôi bấm vào đây, Transform nhé, giữ Shift thì tôi sẽ có gì đây, thao tác dịch chuyển tương tác, đúng không? Transform tương tác. Nếu một đối tượng đã được chọn rồi mà bây giờ tôi lại bấm vào một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện tâm quay. Tâm quay là một đối tượng có thể dịch chuyển khỏi vị trí gốc, có thể là ở trong hình hoặc có thể ở ngoài hình. Và khi tôi thiết lập cái tâm quay ở vị trí mới thì đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái tâm mới. Trong lúc quay tôi sẽ đưa trỏ chuột vào cái để thực hiện quay thì tôi sẽ đưa trỏ chuột vào cái mũi tên hai chiều nằm ở góc và nhấp giữ vào quay. Muốn cưỡng bức cái góc quay, tôi nhấn giữ phím Ctrl thì tôi sẽ có cái sự dịch chuyển 15 độ 1. Nếu mà dập thêm một lần nữa thì nó sẽ sang là gì đây, 30 độ 1 đó. Quay thì thực ra cũng là dịch chuyển đối tượng ra khỏi vị trí gốc của nó rồi, cũng là một dạng gọi là di chuyển đối tượng rồi. Và do đó nếu như ở vị trí này mà tôi giữ chuột trái và nhấp chuột phải thêm một lần thì nó sẽ gì đây, nhân bản thêm đối tượng. Và nếu như các bạn sử dụng cái thao tác này tiếp thì các bạn sẽ có thể nhấn lệnh như sau. Các bạn nhấn cho tôi cái phím Ctrl R đi, là chúng ta làm quen thêm một cái lệnh nữa gọi là lệnh repeat, lệnh nhắc lại cái thao tác trước đó. Thì chúng ta có thể làm thành một cái hình như thế này. Đó. Nó cứ quay đúng một cái giá trị như thế và đến vị trí độ đấy thì nó sẽ nhân bản thêm một đối tượng. Tức là nhắc đi nhắc lại thao tác đã làm trước đấy. Hoặc ví dụ đây này, tôi dịch chuyển một đối tượng này từ vị trí này sang vị trí này. Đấy, nếu tôi Ctrl R lần nữa thì nó cũng sẽ nhắc lại cái thao tác là dịch một đối tượng đi một quãng bao nhiêu. Đó. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ có những cái lệnh nó sẽ giúp chúng ta ôn lại được nhiều thứ như thế này. Thế đến đây thì chúng ta lại nói thêm một vài cái khái niệm nữa như thế này nhé. Một nhóm đối tượng sau khi được chọn, sau khi được sắp xếp lại thì có thể là nó hình thành một cái hình gì đó, nó hình thành một ý tưởng gì đó, nó hình thành một thông tin gì đó.
Và tôi muốn rằng là cái thứ này sẽ được làm sao đẹp, sẽ được nhóm lại với nhau một cách lâu dài. Tại vì nếu như bây giờ tôi tô màu này thì tất cả các đám này tô màu theo nhau giống như một bông hoa đó. Nhưng nếu mà bây giờ tôi bấm ra ngoài thì những cái này lại trở thành từng cánh hoa rời rã, và mỗi một lần tôi muốn dịch chuyển nó hay tôi muốn làm gì đó thì tôi lại phải chọn lại một lần. Thế do đó thì chúng ta đã sắp xếp một cái gì đó vào thành một nhóm, thành một cái thứ gì đó có ý nghĩa rồi, thì chúng ta nên là group nó lại, nhóm nó lại để cho nó trở thành một cái quan hệ lâu bền hơn, không bị rời rã ra nữa. Thế để thực hiện việc này, chúng ta sẽ làm thao tác với menu object. Trước hết là chúng ta chọn tất cả những đối tượng mà chúng ta cần nhóm đã. Sau đó chúng ta vào menu object. Trong menu object các bạn tìm tới lệnh group, và các bạn sẽ có lệnh group object này, hoặc tương ứng với nó là phím tắt là Ctrl G. Hoặc các bạn có thể tìm một cái lệnh hỗ trợ ở trên thanh property, đó là biểu tượng group object ở đây. Cách nào cũng như nhau. Sau khi bấm xong thì tôi sẽ nhóm cái thằng này lại, tôi sẽ xích cái đám này lại thành một cái mối quan hệ bền chặt hơn. Bây giờ tôi bấm vào bất kỳ một cánh hoa nào ở trên cái hoa này thì tôi cũng vẫn chọn được toàn bộ hoa. Đấy, và đây là một cái mối quan hệ mà vững bền cho tới khi nào mà tôi thực hiện cái lệnh tháo rỡ ra. Lệnh tháo rỡ thì cũng nằm ở đấy luôn, object. Đó, ungroup object. Thế thì bây giờ các bạn quan sát này, tôi nhân bản một cái hoa nữa này bằng cách là bấm ra đây, kéo ra đây và chuột phải, và bây giờ tôi tô cho màu đỏ. Bây giờ hai cái thằng này mà group lại với nhau thì đây là một group xanh group vào với một group đỏ. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng lệnh ungroup thì tôi sẽ tháo ra cái gì, tôi sẽ chỉ tháo hai bông hoa ra thôi, tức là không dính vào với nhau nữa. Và nếu muốn tháo ra từng cánh hoa thì tôi lại phải chọn từng bông hoa này và ungroup thêm một lần nữa thì tôi mới tháo ra thành từng cánh hoa được. Tuy nhiên nếu mà các bạn thấy là mất thì giờ, các bạn muốn là làm cho một lần mà tháo rỡ hết ra thì các bạn sẽ có một cái lệnh kèm theo sau nữa gọi là ungroup all. Thì ungroup all thì nó không cần biết là có bao nhiêu đối tượng group với nhau, nó cũng không cần quan tâm là bao nhiêu nhóm group nằm trong đó, nó chỉ một lệnh thôi là tất tần tật rỡ ra bằng sạch, trở về thành một đối tượng độc lập. Đấy, còn nếu như mà chúng ta theo cái lệnh group ấy thì muốn tháo rỡ thì nó còn tùy thuộc vào bao nhiêu tầng, bao nhiêu lần mà chúng ta group thì chúng ta phải tháo rỡ ngược ra bấy nhiêu lần thì nó mới trở về được một đối tượng đơn. Tuy nhiên thì tương ứng với cái lệnh group và ungroup này thì chúng ta lại gặp phải những cái chuyện phức tạp khác như sau. Group thì khó, tại vì là chúng ta phải chọn đủ, chọn đúng được cái đối tượng rồi chúng ta mới group. Nhưng mà nếu chúng ta ungroup ra ấy thì chỉ một lệnh là nó tháo rỡ cái mà chúng ta đã rất mất công chúng ta mới group được. Thế nhưng mà đã group có nghĩa là nó có vai trò của nó rồi, nó có số lượng liên quan của nó rồi. Và nếu như bây giờ tôi có nhu cầu gì đó tôi chỉnh sửa mà tôi phải buộc lòng là tháo rỡ nó ra thì nó là có một chuyện rất đau đầu. Tháo ra thì dễ, gom trả lại thì là không dễ tí nào. Có thể tôi sẽ gom thiếu, ví dụ các bông hoa như này chẳng hạn, tôi sẽ gom thiếu cánh hoa, hoặc tôi có thể gom thừa cánh hoa của hoa khác, hoặc tôi có thể vơ nhầm phải những đối tượng nằm bên cạnh đó. Thế thì người đã làm việc thì người ta sẽ rất lười và người ta không thích tháo group ra đâu, tại vì group rồi là nó đã xong một việc rồi, tháo ra thì lại phải gom lại thì mất cực kỳ nhiều thời gian. Do đó thì họ sẽ tránh cái chuyện đó và họ tìm cách là vẫn hiệu chỉnh đối tượng nhưng mà không cần phải tháo nó ra. Thế để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ làm như sau. Nếu như tôi chọn một cái đơn thuần thì bây giờ chúng ta đang chọn cả hai bông hoa, cả đỏ cả xanh. Tôi lấy đơn giản là tôi muốn cái bông hoa xanh này tôi chuyển nó thành bông hoa vàng chẳng hạn. Bấm vào đây, và nếu tôi tô vàng thì là tôi sẽ tô cả hai chứ không phải là riêng bông hoa xanh. Vậy thì bình thường ra là chúng ta sẽ phải chọn này, chúng ta ungroup ra, sau đó thì chúng ta lại bấm ra ngoài và chúng ta chọn lại cái bông hoa xanh riêng để chúng ta bấm vào thằng vàng. Đây, quy cách này, ungroup này, đúng không? Sau đó thì lại chọn riêng hoa xanh, lại chọn hoa tô màu vàng, sau đó thì lại gì đây, phải group nó lại để giữ nguyên lại về cái bố cục
về cái vị trí, đúng không? Nhưng mà như thế là hơi mất thì giờ. Tôi muốn là tô được màu cho nó nhưng mà không phải tháo dỡ, cũng không phải là group lại, thì tôi sẽ làm như sau. Nếu mà chúng ta muốn chọn thì chúng ta giữ phím Control, sau đó thì chúng ta kích chuột một cái vào trong cái đối tượng mà chúng ta cần lấy, thì nó sẽ lách qua cái group đó để nó vào, nó chọn riêng cho chúng ta cái group nhỏ hơn ở bên trong. Và do đó thì tôi có thể là tô cho nó màu khác mà không đụng chạm gì đến bông hoa còn lại ở trong group. Bây giờ tôi bấm ra ngoài này, bấm chọn này, đây vẫn là một group và các bạn thấy là tôi di dịch cùng một lúc, tôi di dịch cả hai. Như thế thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp gọi là lách để mà không phải tháo dỡ cái group ra. Phức tạp hơn nữa có được không? Tại vì vừa nãy là bông, mỗi một bông hoa thì bản thân nó đã là một group rồi, sau đó thì hai cái group là hai bông hoa lại được group vào với nhau. Vừa nãy tôi giữ phím Control mà tôi kích vào một bông hoa, có nghĩa là tôi lách qua cái group lớn giữa hai bông hoa để tôi chọn riêng một bông hoa thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn chỉnh vào một cánh hoa đó, tôi lấy đơn giản là tôi không thích bông hoa một màu này nữa, tôi muốn là cách một cánh thì lại có một màu, ví dụ như thế, thì tôi sẽ làm như sau. Giữ phím Control này, tôi kích vào một cánh hoa, đã chọn được chưa? Chưa. Bạn để ý cái tay nắm điều khiển nó đang bao xung quanh cả bông hoa chứ không phải là một cánh hoa. Và tất nhiên là chúng ta thông qua cái hiển thị chúng ta cũng biết được rằng là đây là một đối tượng như thế nào. Thứ nhất là khai báo này, thì ở đây là chin group này, tức là một cái phần con ở trong một group. Đấy. Thì nếu mà các bạn quan sát cái thông báo này thì các bạn cũng biết được nó là cái gì. Nhưng thực ra quan sát trực quan thì chúng ta thấy ngay, một đối tượng được chọn một cách bình thường thì bao xung quanh nó sẽ là các tay nắm điều khiển màu đen hình vuông. Nhưng nếu mà tôi chọn một đối tượng nào đó ở trong một group thì vẫn có tay nắm điều khiển bao xung quanh, nhưng lúc này nó là hình tròn tròn chứ không phải là hình vuông nữa. Và chúng ta biết là tôi đang chọn một đối tượng ở trong một group mà chưa tháo dỡ nó ra. Đấy. Và nếu tôi giữ Control, tôi kích thêm vào một cánh hoa nữa, thì lúc này tôi lại vào ở một cấp độ group sâu hơn, lại lách qua group của chính bản thân bông hoa xanh này để chọn riêng một cánh. Và nếu như muốn chọn nhiều cánh thì giữ Shift, giữ Control, tôi kích cách cánh hoa như thế này, sau đó tôi có thể là tô màu khác như thế này, bấm ra ngoài thì hủy lựa chọn, và khi tôi bấm trở lại thì các bạn thấy đây vẫn là một group mà không cần phải tháo ra. Thì đây là cái phương pháp mà người làm trong Corel thường là sử dụng để mà chúng ta có thể hiệu chỉnh một cái chi tiết, một cái đối tượng nào đó ở trong một cái group mà không cần phải tháo dỡ nó ra.